rắc. Mình để trên cái thùng nha. Mấy này mới chắc à. Để đá kinh dày cui. Với lại con nè. Eto Winton. Sicily full 1 luôn ha. 1111. Không lẽ bán 1 triệu 1. 111018 Winton. Rất là đẹp luôn ha. Đây. Vinh. KG. Cái số 1. Rất đẹp luôn. Mayin, Đút A. Hàm thì Vinh rồi. Con này có hàm kịp ống, đẹp. Rất đẹp. Săn được 2 món ha. Siêu hàng siêu tiễn luôn. Đăng lên chơi. Ha. 2 món hàng siêu tiễn. Với món thứ ba là cái cục đe. Cục đe ray. Cục này nó có thông số của hãng ha. Cục này người Nhật á, người ta mua thanh lý lại mấy cái đường ray. Có mấy cái công ty kia nó cắt mấy gia công lại chứ nó lên nó bán thành đe ha. Cục này rất là xịn, đe này đe Shinko nha. Nó cao là 135. Đó ngang là 50. Ở dưới là ngang là 120 ha. Và cái cục đe này nó dài cũng là 120 luôn. Thì cái cục này các bạn chắc nó ở dưới là nó hình vuông. Nó có khoan cho hai cái lỗ để cho mình bắt vô bàn nè. Cái này là nó có chữ Nhật rồi luôn á ha, hàng Vinh nha. Mà mình để ở ngoài lâu ngày nó bay cái chữ Nhật ha, bởi vì nó in bằng giấy. Đây, còn lại một số chữ. Chứ không phải nè, cái mặt này nó phay CNC rất đẹp. Còn cái búa này là cái búa bằng siêu thép nè. Để gò cái lưỡi dao nên nó cứng lắm. Mà nó đập lên cái đe này không ăn thua ha. Cái búa này nó cứng gấp 3, gấp 4 lần cái búa bi. Búa này nó không có mớp mà nó chỉ bể thôi. Búa xịn xào hẳn hoi ha. Mình lấy cái búa để mình thử cái đe chứ không phải là mình nói mình bán cái búa nha. Rồi, ai thích món nào thì alo. Rồi, hai cái Eto này ai mua không ta? Em bán luôn. Này Eto kẹp gỗ Lucky. Cái này hôm nay bán 3 xị thôi. Thanh lý. Hàng của Nhật nha. Hai miếng gỗ này thì buộc phải thay rồi ha. Rất đẹp. 3 xị. Đây. Eto. Eto Aeron. Meiji in Japan Aeron. Aeron kẹp bàn hiếm có ha. Thanh lý luôn, 3 xị, con này hàm 75. Một cây 3 xị, 3 xị, 4 xị. Cục đe này thanh lý 4 xị lỗ. Cái máy này, cái máy mà dao kéo này giá ra đi là 1 triệu 9 nha. Nó còn rất là dày, đá này đã kinh 1.000. Cử rồi còn nguyên, cái này mầm bữa mua mới là tầm 3 triệu rưỡi ha. Cái này khay nước rồi còn nguyên à, đồ Vinh. Đồ Vinh ha. Khay nước còn nguyên Vinh. Con này ST180 nè. Nó chạy 600 vòng trên phút điện nè. 62W ha, 62W nên em xài chắc 1 tháng được 10.000 tiền điện. Con này 1 triệu 9. Con này 2 triệu rưỡi Eto. Rồi. Báo giá linh ta linh tinh cho vui. Cái này là gọi là cái level. Cái level. Con này level 200 nè, Meiji in Japan nè. Đẹp ha, con này nó kêu được góc nè. Cái này bán giá 180.000. Cái biển số xe của Nhật 6782 biển số tới. Với cái này, hai cái này. Cái này 150 đi. Hai cái này 170.000 ha. Hai cái này 170.000. Hôm nay chả có mã gì đó. Đụng nó hãm bán cái đó. Thì con Eto thì Eto kẹp gỗ này ha. Đó là Eto kẹp gỗ này, Eto Aeron này, cục đe ray này. Cục đe đó nặng 5 kg nha anh em.
nặng 5kg để xịn nha, xịn sò combo luôn. Cục đó 400, cái máy này 1,9 triệu. Cái cục đe này, cái con Eto này rất đẹp này, con siêu phẩm này, con này đáng lẽ bán phải 3 triệu, 2,7 triệu đó ha. Cái con này bán 2,5 triệu thì lỗ quá. Ôi, con này bán 2,7 triệu anh em, rất đẹp luôn, hàng siêu phẩm để anh em sưu tầm. Đây là cái kẹp, cái kẹp ống tròn hãng MMC của Nhật ha, MCC của Nhật nè. Cái này đây, nó kẹp được là 1/2 tới 11/4 nè. Con này tự động rất đẹp ha. Con này bán 350 nha, 350 thanh lý ha, 350 anh em nhớ con K6 kẹp nha. Rồi đây còn cái cục đe, cục siêu đe của em nữa. Cục này thì siêu cứng thôi. Cục này, cục này nặng 6kg, to kích thước đây. Mình bán Super Chao cho nên là lên clip chủ nhật á, cho nên là không có mã miếng gì hết. Cục này ha, cục này siêu phẩm luôn nha, anh em nhìn mặt nó này, cục này thì siêu cứng á. Đây sừng trâu, tổng chiều dài của cục này là 230, cục này nó ngang là 55, tổng chiều cao của cái cục này nó là 120. Cục này nặng 6kg, có cái lỗ chim. Cục này hôm nay bán giá 1,5 triệu nha, 1,5 triệu nha. 1,5 triệu là nó rẻ hơn cái cục đe Aeron ha, rẻ hơn đe Aeron nha, 1,5 triệu. Anh em mua kính lúp không, kính lúp ha, kính lúp có đèn led này, điện 220, có đèn led ha. Đây kính lúp, kính lúp dơ nè, đó dơ này ha, dơ kính lúp. Đây đèn led, cái kính lúp này giá 300k nha. Đó, nó bẻ lên bẻ xuống được nè ha, 300k cái kính lúp nha. Em báo giá mà em cũng không nhớ nữa, anh em tự nhớ. Cái này hình như 350 nè, 350 nè, 300 nè, 400 nè, 300 nè, 1,5 triệu nè, 1,9 triệu nè, 2,7 triệu ha. Còn hôm ấy thì lúc sau mình lên mình làm clip ngày mai nha. Còn Eto nữa nha, còn đồ để thanh lý cho em nữa ha. Máy hút bụi Hitachi, máy hút bụi Hitachi 2200W, 1,5 triệu, hoạt động bình thường, có xe lăn luôn ha.